Khu phố bất ổn, tập 12. Biên tập, bối cảnh, lồng tiếng nhân vật chim cánh cụt hoàn hảo. Nội dung, diễn hoạt, lồng tiếng nhân vật heo đen, ruồi, ba chà cú và một số nhân vật khác, trọng nhân. Trước khi vào video, Đen xin thông báo cho mấy ní của Đen cảnh giác xíu ngang. Dạo này có một số bạn nhắn tin cho Đen nói là có một số kênh giả mạo Đen ăn cắp clip của Đen để lừa bán hàng trên mạng và một số mục đích khác. Các ní cần lưu ý để tránh bị lừa đảo nha. Và nhớ ghi bó các kênh Đen gặp chéo này để không ai bị lừa đảo nữa nha mấy ní. Đen chỉ có các kênh chính thức như sau: Fanpage 400.000 follow và hai kênh phụ của Thằng Gồng Lùi 15.000 follow và Nguyễn Văn Cục 8.000 follow. Kênh YouTube của Đen 110.000 sub, có nút bạc, đánh bản quyền thấy bà nội thằng nào giả mạo trên YouTube. Hứa luôn, TikTok của Đen cũng 400.000 follow và Instagram của Đen hơn 9.000 follow. Và lưu ý các trường hợp giả mạo dưới đây nha mấy ní. Đừng để người khác lợi dụng Đen để lừa đảo nha mấy ní. Giờ thì chúc mấy ní xem hoạt hình vui vẻ, cừ địch tủng tủng. Love you man. Alo, cho hỏi phải chú Hai Dối phù hộ hẻm 48 không? Tôi muốn xây cái chuồng gà chú ơi. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một con heo rừng đang chạy trên phố gây mất trật tự công cộng, gây thiệt hại tài sản của nhiều người dân. Mấy ơi, nó giận mình hả? Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Mày coi tao nè. Nghe tiếng giòn không? Non lắm con ơi, nhìn tao nè. Bạn bè người ta còn ăn cớt cho nhau nữa, chưa đó mà chê. Bạn chỗ này chơi không bền này. Nghe đúng xuôi. Gặn gặn xíu cho vui, ai ngờ ra sát luôn. Rồi su cà na luôn, hết xà bông nữa chứ. Tiền công nhiêu ngày vậy chú? Thánh thần 1.500.000 một ngày. Không mấy lấy 2 tỷ luôn cho nó chẳng. Bán con bịch xà bông giặt đồ đi ông ba. Xíu tôi gọi lại nghe chú Hai Dối. Có thằng cụ Hồn nó kiếm tôi. Cần phụ hộ xây chuồng gà hả ông ba? Ừ, có gì không mày? Trời ơi, đệ tử đời thứ 8 của Lộc Phù Hồ trình ình ngay trước mặt đây nè mà không kêu. Bản mặt mày mà biết phù hộ hả? Tiền công ngày 50 cộng thêm thiết kế luôn. Thánh thần rồi biết thiết kế nữa hả? Trên đời này cái gì mà con không biết. Ok mày, kêu thêm mấy đứa nữa qua nhà ta phù hộ đi. Ok mày. Ủa lộn, ok ba trà cú. Một bịch xà bông giặt đồ phải không? Dạ. Nè mày, mày ghi sổ nữa hả? Chứ không lẽ. Trời ơi, giết thằng này ăn mặc kiểu gì á trời. Ê mấy thằng cô Hồn ơi. Thánh thần ơi, mày ăn mặc kiểu gì vậy? Có kèo đi phù hồ nè, đi không? Ngày nhiều quá đi. Ngày 50 lận á. Cái gì, ngày 50 hả? Ngon vậy? Tụi bay chuẩn bị đồ đi phù hồ đi, rồi qua nhà ông ba. Để tao kêu thêm mấy thằng đệ qua nữa. Ok ní. Vô chuẩn bị đồ đi phù hồ cục ơi. Ok ní. À mẹ, mày ngủ đông rồi mày. Toàn đệ tử Lộc Phù Hồ đúng không ba? Rồi thằng nào thợ chính? Con. Công một ngày 50 cành, nhưng tiền ăn là 8 xị nha tụi bay. Quá đã, có kít xào xá ớt không ông ba? Nhà ta không có cái đó. Bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu nè ông ba. Con thiết kế cả đêm mới ra được một cái chuồng gà đẳng cấp quốc tế vậy á. Không chỉ gà đâu, mà ba gà ở cũng được. Ba gà là gì mày? Su sành không 175. À. Nhìn cái ghiền liền. Một bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu.
Này là thiết kế hả? Con định thiết kế thêm mấy cái thang máy nữa cho gà khỏi leo thang bộ. Thôi tao lại mày. Rồi tụi bay vô làm đi, nhớ đừng có làm hư đồ của tao á. Dạ ông ba trả cứu. Ông ba yên tâm, tụi con đệ tử đời thứ 11 của Lộc Phù Hộ mà. Vô việc tụi bay. Ok nỉ. Cái cửa hơi nhỏ hay không ba? Ông thấy mấy thằng đệ của con làm sao? Tao thấy thằng nào cũng ngu hết á. Quải nồi thiệt chứ, chưa làm sao biết người ta ngu trời. Thôi mày vô chỉ đạo tụi nó đi. Không thôi. Thánh thần ơi, tụi này làm ăn vậy là xong rồi. Trời ơi, cái xe xúc kiếp đó, để chừng hả ông nội? Làm cái gì cũng phải xài cái đầu, hiểu không? Ừ đúng rồi, phải xài cái đầu vậy á. Rồi thêm một thằng ngu nữa. Còn cái đống này sao không hàng luôn ba? Thằng này làm khéo á, đúng là khôn như chó mà. Ông ba thấy mấy thằng đệ con phụ hồ ngon lành không? Thằng có hồn kia mày làm quẹ vậy? Nhanh cái tay lên coi nào. Nhanh cái thằng ông nội mày. Mày chơi ngu đã vào đời tao. Ông bị sao vậy ông ba? Ông bị nhức nhức cái đầu hả? Xích dầu không ba? Thôi khỏi. Ní con lùi ơi cứu mình với. Ủa cái gì nữa nhà trời? Ní bị sao vậy? Chân mày bị lún trong xi măng rồi ní ơi. Ní đợi bệnh xíu nghe. Gì nữa đây? Tao mượn cái lựu đạn coi. Nè. Cảm ơn ní. Xài xong nhớ gắn cái chốt rồi cho tao á. Cảm ơn ní nhiều nha. Không có ní chắc mình ăn cướp quá. Không có gì đâu ní, chuyện nhỏ thôi mà. Thôi tụi bay nghỉ ăn cơm đi. Dạ ông ba trà cú. Vô ăn cơm đi tụi bay ơi. Ông già ta ông đi bay. Rồi bay nhắm chừng nào làm xong. Có chiều nay là xong rồi ông ba ơi. Thiệt con mày. Dốc làm gì, tụi con đông mà. Thằng này gom đồ ăn lại rồi bê lên một lần giùm tao ba ơi. Mày đi qua đi lại mà tính đầu quá à. Thằng này nhìn lạ quá, nó tên gì vậy? Dạ nó tên Mỹ không ba? Con trai mà tên Mỹ hả? Đã Hà Mỹ. Bữa cơm nay đạm bạc tới nỗi không có gì ăn luôn á. Tiền chợ mâm cơm này 8 xị á. Trời ơi ăn vậy sao có sức phụ hồi trời. Giờ ăn hay nhịn? Ngu sao không ăn? Rồi thằng chó đâu? Nó dưới này nè. Còn thằng cô hồn gùi đâu? Cái gì? Ông ba kiếm con hả ông ba? Thôi ăn cơm đi tụi bay. Dạ ông ba trà cú. Biết rồi tao chán tụi mày quá. Rồi còn gì đâu ăn. Thôi ông ba ăn cơm trắng đỡ đi. Chiều nay làm xong mình nhậu. Ờ vậy ra làm tiếp đi. Dạ. Ông ba ra coi tiến độ thi công đi. Ngồi ăn hoài vậy. Rồi cái gì nữa đây? Cái cầu tiêu này cho mấy con gà nhà ông đi ẻ chứ gì mà hỏi. Người ẻ kiểu gì bay? Thì chổng cái phao câu lên rồi đi chứ có gì đâu. Chưa hết. Qua đây coi tiếp nè ông ba. Đây là chỗ ăn của mấy con gà nhà ông nè ông ba. Vừa ăn vừa ngóng view biển còn gì bằng. Ơi đừng có lột ông ba con mới dán á. Chưa hết. Chỗ này là chỗ gà của ông đẻ trứng nè ông ba. Rồi hột gà nó đi đường nào? Hột gà đi đường này nè ông ba. Giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên follow các kênh mạng xã hội chính thức của Heo Đen như YouTube, Fanpage, TikTok,
và Instagram. Và đừng quên follow hai đứa tác giả tụi tôi luôn hen, để đón xem những sản phẩm hoạt hình mới nhất của hai đứa mình hen. Bye Mini.